Này TVIE, tắm tiên là gì? Đó là tắm theo phong cách tổ tiên, thời ăn lông ở lỗ. Khi con gái tắm tiên, sẽ lòi lông lòi lỗ. Ngon này, rõ ràng Su là con trai. Mà có đứa điên, cứ bảo Su là con gái. Su là con gái mà. Chào chị, lý do chị tham gia tắm tiên nam nữ tập thể là gì? Dạ, vì em rất yêu hoa. Em rất yêu hoa súng. Chào anh, lý do anh tham gia tắm tiên nam nữ tập thể là gì? À, vì tôi rất thích mực. Thích mực tươi dâu khô. Vậy thưa anh chị, thành phần tham gia tắm tiên tập thể là những ai? Gồm có 3 thành phần chính. Thành phần thứ nhất, quan hệ tập thể xong rồi xuống tắm. Thành phần thứ hai, tắm xong rồi lên quan hệ tập thể. Thành phần thứ ba, vừa tắm vừa quan hệ tập thể. Cho em tham gia với. Người phụ nữ toàn diện là người phụ nữ sáng diện, chưa diện, chiều diện, tối diện. Chính xác. Chào các bạn. Thế ra là làm người toàn diện cũng không quá khó đúng không các bạn?